Rồi bớt. Hả? Cậu phải xảy ra đấy hả? Anh đi tập. Cái con bị bệnh à? Thế cả lần, anh đi tập rồi. À, giếm bệnh hiểu. Anh đã qua đây nhớ. Đi tiên, lập quân. Cái gì qua đây anh? Thế cả lần. Ờ, phải là bớt. Thank you.